Ok, rồi, mời nghe. Dạ, em xin phép thầy và anh chị em xin phép trình bày bài về mở rộng vùng lặp CAG đặc hiệu tế bào và cái độc tính của protein đột biến Huntingtin ở thể vân và tiểu não người ạ. Cho em xin được brief qua lại về cái Huntington disease ạ. Thì về mặt di truyền, Huntington disease là một cái rối loạn mở rộng vùng lặp với biểu hiện là tăng số lần lặp bộ 3 CAG ở exon 1 của gen Huntington. Đây là một rối Em loạn. nói to hơn tí xíu được không em? Tôi nghe hơi nhỏ. Vâng, tại em đang hỏng vừa hỏng tai nghe. Đây Sorry. là rối. Vâng, đây là rối loạn trội trên nhiễm sắc thể thường ạ. Về mặt lâm sàng thì Huntington là một bệnh thoái hóa thần kinh với ba biểu hiện tổn thương tiến triển ở các cái chức năng vận động. Trong đấy nữa, biểu hiện đặc trưng đấy là các cái cử động không không chủ động, sau đấy tiến triển đến thành khó nói, khó nuốt và dẫn đến những cái biến chứng như là viêm phổi hít vào. Tổn thương thứ hai chức năng thần kinh tiến triển đấy là hành vi, người bệnh sẽ có các cái biểu hiện thay đổi tính tình, trầm cảm, rối loạn lo âu, và cuối cùng thì sẽ là các cái tổn thương về mặt nhận thức. Huntington disease ở một số trên các cái trang họ của người bệnh thì họ coi đây là một cái bệnh fatal, tức là sau 10 đến 20 năm sau khi chẩn đoán thì người bệnh thường sẽ tử vong do các cái nguyên nhân chủ yếu là viêm phổi do hít vào, do tự tử hay là do các cái nhiễm trùng và do ngã. Đây là một bệnh hiếm, phổ biến ở châu Mỹ, ở Bắc Mỹ và châu Âu hơn là ở châu Á. Trong đấy cái độ tuổi khởi phát bệnh thì nó sẽ tỷ lệ nghịch với cả cái độ dài, với cái chiều dài mở rộng CAG, tức là cái chiều dài mở rộng CAG nó càng cao thì nó cái tuổi khởi phát càng sớm. Sớm nhất được ghi nhận là 2 tuổi. Tuy vậy thì phần lớn những cái người bệnh thường khởi phát các cái triệu chứng đầu tiên mà thường là triệu chứng vận động vào cái độ tuổi 30 50 tuổi. Giống ngoài ra thì Huntington giống với các cái rối loạn mở rộng vùng lặp là nó có cái hiện tượng anticipation. Em cũng không biết dịch cái này như thế nào. Nhưng mà cái hiện tượng này là khi ví dụ như là ở Huntington thì sẽ là biểu hiện bên dòng bố, tức là khi bố mang cái allele tăng số lần lặp thì ở đời con cái số lần lặp đấy nó có thể tăng lên, ví dụ như ở bố là 30 thì ở đời con di truyền được cái allele 30 sẽ tăng lên thành 40 hoặc 50. Vì vậy nên là mà cái số lần lặp CAG lại tương tỷ lệ nghịch với cả độ tuổi khởi phát, nên là khi mà di truyền cho con thì ở đời con có thể khởi phát sớm hơn và biểu hiện nặng hơn. Chính vì những cái nguyên nhân như trên, những cái nguyên nhân như là độ tuổi khởi phát muộn và cái anticipation, nên là Huntington disease là một trong các cái bệnh rất là khó để kiểm soát đấy ạ. Huntington disease thì cũng không có phương pháp điều trị đặc hiệu. Dựa trên số lần lặp CAG thì mình sẽ chia những cái đối tượng ra làm các cái trạng thái mang biến thể khác nhau. Trong đấy những cái đối tượng có lớn hơn 40 lần lặp CAG trên một allele thì chắc chắn sẽ biểu hiện ra Huntington. Có những cái đối tượng mà từ 36 đến 39 thì có thể biểu hiện, và hoặc là nếu mà biểu hiện thì sẽ biểu hiện nhẹ hơn. Và phải nhấn mạnh ở đây là cái số lần lặp này là trên cái mẫu máu, trên mẫu máu ngoại vi. Về mặt đặc điểm cái bộ não Huntington disease thì nó khá là đặc trưng, thì so với não của người khỏe mạnh thì ở cái người mà mắc Huntington thì sẽ có lặp giãn não thất, và ngoài ra thì còn có cái biểu hiện khá là tiêu biểu đấy là thoái hóa sớm những cái nhân thoái hóa sớm cái nhân caudate, em không nhớ dịch ra tiếng Việt là gì, và putamen ở trong cái thể vân. Tại sao cái vùng này lại tại sao cái sự thoái hóa này nó lại quan trọng trong Huntington, là bởi vì vùng basal ganglia là vùng mà thu nhận input từ vỏ não, sau đấy sẽ sort các cái input đấy để lựa chọn, sau đấy gửi đến các cái vùng khác trên, hoặc là cái vùng vừa gửi ở vỏ não để bắt đầu để đưa ra các cái quyết định về mặt vận động hoặc là về cái trí nhớ học tập. Trong đấy thì cái nhân caudate thì nó sẽ liên quan đến chức năng nhận thức. Cái nhân chuyển động của mắt, cái putamen thì sẽ liên quan đến vận động và học tập. Có thể thấy là khi mà tổn thương ở đây thì những cái input từ vỏ não truyền vào caudate nucleus và putamen thì nó sẽ
gặp cái rắc rối trong cái sự phân loại các cái thông tin đó để chuyển đến các cái vùng tương ứng để đưa ra những cái hành động hay là những cái đáp ứng tương ứng với cả cái input đầu vào. Vì vậy nên nó dẫn tới những cái biểu hiện mất phối hợp vận động hay là tổn thương nhận thức ở người bệnh Huntington. Và đến tiếp theo là đặt vào cái bài báo này thì Huntington disease như em vừa trình bày nó là khởi phát là do hậu quả của cái thoái hóa sớm ở một số vùng não đặc hiệu. Và cái sự thoái hóa sớm đấy thì thường là do cái mất của một số cái mất sự mất một số loại tế bào đặc hiệu, mà trong đấy chủ yếu là cái tế bào neuron projection, loại gián tiếp direct và indirect, loại trực tiếp direct và loại indirect. Và cái nguyên nhân dẫn đến sự mất tế bào sau đấy thì dẫn đến sự thoái hóa sớm này thì vẫn chưa được rõ, chưa được làm rõ. Chính vì vậy nên cái bài báo này họ dùng các cái phương pháp short nuclei để họ giải quyết cái vấn đề này, phần nhỏ của vấn đề này. Thì họ argue là thì tất cả nhóm tác giả argue là ở cái số lần lặp CAG mở rộng, số lần lặp CAG nó sẽ tăng lên ở các cái mô đặc hiệu, tức là ví dụ như ở trong máu di truyền từ người bố là 40 thì khi này ở vùng não của người bệnh nó có thể tăng, tuy ở trong máu nó vẫn là 40 nhưng mà khi ở các cái tế bào não nó cũng mang cái vùng lặp 40 đấy thì sau 30 năm thì cái vùng lặp đấy nó có thể tăng lên thành 50 hay là 60. Và cái sự mở rộng vùng lặp CAG theo thời gian này là một trong các cái đặc trưng của các cái bệnh mở rộng vùng lặp. Và người ta đã quan sát thấy cái sự mở rộng CAG này ở trên một số cái vùng não, trong đấy có bao gồm caudate nucleus và putamen. Và một cái nghiên cứu khác thì người ta cũng đã đưa ra được cái mối liên hệ causal relationship giữa cái sự mở rộng somatic của CAG với cả sự khởi phát bệnh HD. Và cái sự mở rộng somatic này thì nó thường thường thấy hơn ở cả thường gặp nhiều hơn ở các neuron. Tuy nhiên thì các neuron trong đấy là chính là các cái neuron gián tiếp và trực tiếp như em vừa nói. Tuy nhiên thì chưa có một nghiên cứu nào họ nghiên cứu là liệu cái sự mở rộng này nó có đặc hiệu với các cái neuron, nghĩa là dựng nó có ở biểu hiện ở các cái tế bào glial khác hay không. Và vì vậy nên là họ đưa ra câu và hiện nay thì vẫn chưa rõ ràng là liệu cái sự mở rộng này nó có đủ cần thiết, nó có đủ để mà giải thích cho cái hiện tượng mất tế bào một cách selective ở trong HD, và sau đấy và các cái yếu tố đặc hiệu tế bào nào cần cần kèm theo cần cần có thêm cùng với cái CAG expansion này để có thể giải thích được cho cái sự độc tế bào đấy. Chính vì vậy nên là cái bài báo này các tác giả đã đặt ra objective là để tìm thêm, là để có thể đưa ra cái insight tiếp theo về về sự mở rộng somatic CAG với cả độc tế bào HD. Và họ phát triển tiếp một cái phương pháp là phương pháp phân loại nhân tế bào bằng kích thích huỳnh quang để phân lập ra các cái nhân tế bào từ các cái loại tế bào khác nhau của thể vân. Tiếp theo sau khi đã phân lập được thì họ sẽ examine cái mối liên hệ giữa cái sự độc tế bào một cách đặc trưng mở rộng CAG somatic và các cái đáp ứng phiên mã ở Huntington. Họ sử dụng các cái mẫu mô từ mẫu mô não tươi của những cái người không bị ảnh hưởng bởi Huntington, của những người bị Huntington và một số cá thể mắc thất điều tụy tiểu não loại 3, và họ lấy mẫu từ cái caudate nucleus putamen và nhộng tiểu não để phân lập các cái nhân. Đầu bước phân lập đầu tiên thì cái phương pháp phe này thì nó cũng giống phương pháp phát, tức là phân loại tế bào dựa trên nguyên lý là gắn huỳnh quang, gắn kháng thể, sau đấy phát huỳnh quang để phân lập giữa phân lập và dựa vào máy để phân lập. Thì đầu tiên thì họ sẽ gắn kháng thể để phân loại ra các cái nhân thuộc
các cái tế bào glia và thuộc tế bào neuron. Em để màu khác ở đây tức là nó đã dùng cho một cái thí nghiệm riêng, tức là đầu tiên họ phân lập giữa các cái tế bào glia và các tế bào neuron trước, sau đấy họ thực hiện một cái thí nghiệm khác để phân lập các cái tế bào hạt tiểu não. Sau khi phân lập được các cái tế bào neuron, nhân các tế bào neuron thì họ sử dụng tiếp một bước theo. Một bước tiếp theo là họ gắn probe đặc hiệu với các cái RNA biểu hiện trong các cái nhân đấy để họ phân lập ra các cái subtype của tế bào neuron, là các cái tế bào neuron MSN trực tiếp và gián tiếp. Đây là hai cái loại tế bào mà bị mất chính ở trong các trong cái cấu trúc thể vân bị thoái hóa ở não của người mắc HD. Ngoài ra thì họ còn có cái probe gắn với các cái interneuron là các cái neuron trung gian và các tế bào ở tiểu não là tế bào Purkinje dây. Sau khi đã phân lập ra nhân tế bào thì họ sẽ tách DNA và RNA trong tế bào ở cái DNA được tách ra thì họ sẽ chạy ATAC-seq để xem cái sự mở rộng để đánh giá cái sự mở của chromatin ở các ở trên toàn bộ ở trên mức độ genome-wide, còn ATAC-seq để họ xem cái biểu hiện gen. Hai cái phương pháp này thì chủ yếu là họ dùng để validate, để verify, để chứng thực là cái phương pháp phân lập nhân của họ là đã phân lập ra được các cái nhân tế bào nó tinh sạch và đặc hiệu với cả probe. Sau khi mà đã chứng thực được thì họ thì các cái dòng nhân tế bào đấy sẽ được thực hiện kỹ thuật là CAG sizing, tức là CAG sizing là để đánh giá cái kích thước vùng lặp CAG dựa trên nguyên lý của kỹ thuật NGS. Và cái này có một hạn chế là nó chỉ có thể phát hiện được dưới cái sự lặp bộ ba, sự lặp CAG dưới 113 unit. Tuy nhiên thì họ argue rằng cái những cái tế bào mà tăng cái vùng lặp trên 113 ở các hai cái cấu ở cái cấu trúc thể vân thì nó rất là hiếm, nên là cái phương pháp này nó cũng có thể đủ để phát hiện được cái sự đặc trưng của tăng hay không somatic CAG giữa các cái loại tế bào ở cái thể vân. Tiếp theo họ sẽ dùng Western blot, em sẽ nói về phần sau ấy. Sau khi mà đã phân lập được các cái dòng tế bào như hình là các cái tế bào dán trực tiếp dựa trên các probe đặc trưng cho những RNA được biểu hiện lên như thế này là các cái neuron MSN và các cái interneuron đặc hiệu như thế này. Thì họ đánh giá xem là cái dòng nhân của họ đã phân lập được nó có tinh sạch hay không và nó có đặc hiệu được các label hay không. Thì họ đánh giá cái sự biểu hiện ở đây thì hầu hết các cái tế bào với cái ví dụ như tế bào DMSN được đánh dấu bởi cái probe DRD1 thì cái sự Sao biểu chị hiện không thấy chuẩn DRD với em đâu ấy, không thấy que chỉ đâu cả ấy. để em xem à, chị thấy chưa ạ? Chưa em. Hay là mọi người thấy còn không thấy ta? Dạ mọi người thấy Bây chưa? giờ thấy rồi, bây giờ thấy rồi, ok rồi. Dạ ví dụ như khi họ đánh giá cái label có đặc hiệu, có biểu hiện đặc hiệu cho từng dòng tế bào mà được sử dụng cái label đấy hay không. Ví dụ với hầu hết các cái tế bào interneuron thì nó khá là đặc hiệu với các cái label được sử dụng. Và ví dụ ở đây thì cái dòng tế bào MSN trực tiếp cái probe, cái label được sử dụng là cái DRD1 thì nó biểu hiện đặc hiệu ở DMSN, nhưng ngoài ra nó còn có thể cái sự biểu hiện nó cũng tăng lên ở một cái dòng tế bào interneuron. Tuy nhiên thì khi mà người ta tách thì cái nhóm tác giả này tách không không tách hai cái này cùng nhau và họ sử dụng thêm một cái probe chung, tức là cái PPP1R1B này, để họ cái probe này thì nó chỉ đặc trưng cho các cái MSN, nên là họ dùng cái này để phân lập riêng ra các cái MSN riêng trước. Vì vậy nên là có thể thấy là các cái dòng nuclei của họ khi phân lập được thì khá là đặc hiệu với cả các cái probe mà đã được sử dụng. Tiếp theo thì để họ xem là cái purity của cái nuclei đấy thì họ đánh giá cái phan-seq. Phan-seq ở đây thật ra nó chính là cái dữ liệu RNA-seq họ vừa đặc hiệu từng dòng tế bào. Thì có thể thấy ở đây các cái tế bào với các cái marker, có thể thấy là các cái marker đặc hiệu với từng các tế bào ở đây thì nó cũng trùng với cả cái ATAC-seq. ATAC-seq ở đây có thể thấy những cái vùng cái pic của nó sẽ tương ứng các pic
các mũi tên đánh dấu ở đây là cái transcription start site, tức là cái nơi bắt đầu phiên mã được ký hiệu ở trên cái hệ gen tham chiếu mà họ sử dụng. Thì các big thì nó cũng trùng với cả các big, tức là cái sự mở chromatin thì nó cũng trùng với cả cái transcription start site được khi mà họ tham chiếu với cả hệ gen tham chiếu, và cái big này nó cũng trùng với cả cái RNA-seq, tức là cái gen được biểu hiện. Tức là khi mà cái transcription start site nó mở thì cái TM nó sẽ đi vào và cái gen nó sẽ được biểu hiện, thì nó cũng sẽ trùng ở đây là RNA-seq được biểu hiện ở đây. Có thể thấy là cái kết quả phân lập của họ khá là đặc hiệu và tinh khiết. Đấy là họ so sánh cái sự tinh, đấy là cái file này, hai cái hình này là họ so sánh trong cái chính cái data của họ. Ngoài ra thì họ so sánh thêm data của mình với cả các cái kết quả từ các cái nghiên cứu trước là sự đặc hiệu của từng cái marker trong kỹ thuật single cell RNA-seq thì cũng tương ứng. Tuy nhiên thì có một dòng tế bào ở đây thì có là do cái RNA, single cell RNA-seq này thì họ chia ra làm hai cái sắp nhỏ hơn, cái dòng BVM. Single cell nucleus à, chứ không phải là single cell RNA-seq không? Cái chữ N có nghĩa là cái chảy trong nhân rồi. Đó. À dạ vâng, vâng. Em có thể... Đấy á. Có thể thấy là nó cũng khá là trùng đặc hiệu với cả các cái marker mà họ sử dụng. Và ở đây thì họ có thể thấy là cái biểu hiện những cái gen khác nhau sẽ biểu hiện các cái gen, sự biểu hiện các gen giữa các cái dòng tế bào. Bây giờ sau khi mà họ đã chứng thực được cái phương pháp của mình, cái phương pháp tách nhân của mình, thì họ đi vào cái mục tiêu thứ hai là để đánh giá cái mối liên hệ giữa somatic CAG extension với cả từng loại tế bào. Thì ở đây do cái ví dụ như ở cái đánh giá cái sự tinh khiết này thì họ dùng cái mẫu mẫu não, mẫu mô não của các cái người bệnh không bị, những cái đối tượng không bị Huntington. Còn ở đây thì họ dùng mẫu não các đối tượng bị đối tượng mắc Huntington, thì họ cũng đánh giá lại cái sự đặc hiệu của mẫu tế bào, mẫu nhân tế bào mà họ tách được. Và ở đây thì có thể thấy là cái sự lặp CAG ở các cái tế khi mà so sánh sự lặp CAG giữa các cái subside giữa các cái subside neuron, thì có thể thấy là các cái tế bào MSN thì nó có sự mở rộng bộ ba hơn nhiều hơn hẳn so với các cái tế bào các cái tế bào glia hay là các cái tế bào interneuron. Và phần lớn hơn 50%, có thể thấy là hơn 50% các cái tế bào này có mở rộng lặp bộ ba, có sự mở rộng hơn 20 unit lặp CAG. Điều này cũng có thể phản ánh giữa trên cái biểu đồ này là cái mean somatic length gain của họ khi họ tính được thì cũng là 20 lặp bộ ba. Có thể thấy đây là sự đặc hiệu của sự mở rộng lặp bộ ba ở các cái tế bào MSN. Ngoài ra thì họ cũng nhận thấy là có một sự đặc hiệu các cái tế bào này, nhưng có một tế bào interneuron khác là tế bào CHAT cộng interneuron, nó cũng có sự mở rộng lặp bộ ba, sự mở rộng lặp bộ ba hơn so với các cái tế bào khác. Tuy nhiên thì cái mẫu mô họ không đủ nên là họ mẫu mô tách từ những cái, họ chỉ có thể đủ mẫu mô để, nhưng mà họ họ muốn chứng thực cái này nên là họ làm thêm ba mẫu mô khác. Từ ba mẫu mô khác thì họ có thể thấy là những cái đối các cái tế bào CHAT nó đúng là có sự mở rộng, đúng là có sự mở rộng lặp bộ ba, có cái sự instability hơn so với cả giống với DMSN. Tuy nhiên thì cái mean somatic length của nó thì ngắn nhỏ hơn so với cả cái DMSN. Thì từ đây họ kết luận rằng cái somatic length gain đấy nó cần thiết cho cái sự mất tế bào DMSN. Tuy nhiên thì nó không đặc hiệu cho các tế bào này, nó có thể biểu hiện, nó không đặc hiệu cho các tế bào này, nó có biểu hiện ở các cái tế bào interneuron, có biểu hiện tế bào interneuron CHAT. Vì vậy nên nó không đủ để dẫn tới sự mất tế bào
ở các cái vùng này. Đây là họ làm. Ngoài ra thì họ cũng muốn xem là cái sự mất ổn định của cái vùng CAG này nó có biểu hiện ở các cái vùng não khác hay không, tức là tiểu não. Thì tuy ở các nghiên cứu trước thì không có thấy sự mở rộng ở cái CAG ở cái vùng tiểu não, nhưng mà họ argue rằng ở một số đối tượng mà có cái biểu hiện vận động nổi trội HD thì thường có thấy sự thoái hóa tiểu não, họ tách các tế bào cho thấy sự tinh khiết ở các cái loại tế bào. Sau để thì trong các cái loại tế bào của tiểu não thì họ thấy là tế bào Purkinje J cũng có sự có cái sự mất ổn định cái vùng lạc bộ 3 CAG, và mesomatic gland game của nó tuy nhỏ hơn vào 6 nhỏ. Vì vậy nên là họ có thể thấy rằng lại chứng thực hơn cho họ là cái somatic gland game thì nó cần cho cái sự thoái hóa tế bào nhưng mà không đủ để cho cái để không đủ để dẫn tới cái sự thoái hóa tế bào đó. Và để muốn nghiên cứu kỹ hơn về cái nguyên nhân tại sao lại có sự khác biệt mất ổn định của vùng lạc CAG ở các cái tế bào MSN và tế bào thì họ nghiên họ để cái sự mất ổn định đấy thì có thể do là các cái yếu tố SIT, tức là trong cái tế bào MSN đấy các cái gen nằm gần cái vùng nằm vùng gen Huntingtin đấy nó có thể ảnh hưởng đến sự mất ổn định. Ngoài ra là các yếu tố trans, các yếu tố đấy tức là các cái protein khác và các cái vùng khác nó sẽ ảnh hưởng đến sự mất ổn định của cái CAG. Thì để nghiên cứu cái ảnh hưởng của các cái trans factor đến việc giới hạn hay là mở rộng cái sự mất ổn định của cái CAG đấy thì người ta thực hiện thêm thì người ta muốn thì người ta nghiên cứu thêm ở cả một lô cốt khác, là người ta chọn lô cốt TXNR3 ở trên các cái đối tượng mắc thất điều tụy tiểu não loại 3. Họ chọn cái loại này, họ chọn cái lô cốt này bởi vì giống với cả Huntington disease thì cái sự mở rộng vùng lặp nó xảy ra ở trong exon, tức là cần có trong exon, và ngoài ra thì cái biểu hiện của giữa các cái sự biểu hiện gen ở giữa các cái loại tế bào thì nó khá là tương đồng, khá là phần trăm biểu hiện gen. Thì ở các cái nhóm thì ở trong các ở locus ATXN3 này thì họ cũng thấy sự mất ổn định của CAG ở các cái tế bào đặc các tế bào MSN với mesomatic lên gen thì nó tầm 6, và nó thì tới đây có thể thấy rằng cái sự mất ổn định của CAG là các chiếc cái tới đây có thể thấy rằng cái sự mất ổn định của CAG này nó ở đâu các cái tế bào MSN ở thể vân thì nó gọi là gì nhỉ? Prone to cái somatic CAG expansion, tức là nó dễ tức là có một cái gì đấy trong cái tế bào này, có một cái yếu tố nào đấy trong các cái tế bào MSN thể vân này nó làm cho các tế bào MSN này nó dễ xảy ra cái hiện tượng somatic CAG expansion hơn. Và để nghiên cứu thêm về cái transacting factor nào dẫn tới hiện tượng các cái tế bào MSN thể vân prone to cái somatic CAG expansion hơn thì họ lựa chọn các cái gen mismatch repair và paroxysm repair, là bởi vì các cái gen này đã được nghiên cứu là có sự thay đổi biểu hiện ở những cái đối tượng có cái độ tuổi khởi phát khác nhau, và các cái gen này thì cũng nằm trong nhóm các gen đặc biệt những cái gen có dấu sao ở đây như MSH3 fan 1 thì nằm trong các nhóm các gen mà đã được nghiên cứu là các yếu tố modify của Huntington disease. Thì ở đây có thể thấy là MSH2 và MSH3 ở các cái tế bào MSN thì nó biểu hiện gần gấp đôi so với các loại tế bào khác.
để chứng thực cho từ cái kết quả analysis của họ để chứng thực cho cái kết quả này là các cái tế bào MSN có cái biểu hiện MSH2, MSH3 cao hơn so với các loại tế bào khác thì họ sử dụng Western blot các cái control. Thì ở đây có thể thấy là MSH ở các cái tế bào MSN thì MSH3 và MSH2 thì biểu hiện nhiều hơn so với đúng là biểu hiện nhiều hơn so với các cái loại tế bào khác. Ở đây là họ nghiên cứu hai cái mẫu là putamen và caudate nucleus thì hai mẫu này thì đều có sự biểu hiện MSH2 và MSH3 gấp đôi so với cả các cái loại tế bào khác. Sau khi họ đã xác định là do cái sự biểu hiện có thể liên quan cái sự biểu hiện gấp đôi của MSH2, MSH3 trong cái phức hợp MUSE B có thể liên quan đến cái có thể liên quan đến sự mất ổn định vùng lặp CAG thì họ nghiên cứu thêm cái cơ chế tại sao cái MUSE SB đấy lại có thể làm tăng cái khả năng tăng cái gì run to cái CAG expansion đấy thì họ nghĩ là bởi có cái gen fan một như vậy có thể thấy gen fan một nằm trong cái nhóm điều chỉnh nhóm gen điều chỉnh modify của Huntington disease và cái fan một này thì nó liên quan là cái gen mà mã hóa cho protein trực tiếp cắt cái vùng lặp thừa ở những cái đoạn instability thì có thể thấy là MUSB khi mà MUSB tăng thì nó sẽ làm ức chế cái fan một, còn MUS alpha tăng thì nó không làm ức chế fan một. Vì vậy có thể thấy là cái khi mà tăng biểu hiện MSH2, MSH3 dẫn đến tăng biểu hiện MUSB thì nó sẽ ức chế cạnh tranh với fan một để gắn vào cái vùng lặp. Vì vậy nên nó sẽ làm giảm cái sự sửa chữa của fan một. Sau khi và tiếp theo đấy thì họ trình bày thêm một số kết quả về sự thay đổi biểu hiện gen ở những cái đối tượng HD này thì có thể thấy là ở hai cái tế bào mà bị hai cái tế bào bị tổn thương selective trong Huntington disease thì có sự thay đổi biểu hiện gen cao hơn so với các cái loại tế bào khác. Mà khi mà họ làm gene ontology analysis thì họ thấy là các cái tế bào biểu hiện thấp hơn thì thường là các cái gen biểu hiện thấp hơn thì thường là các gen liên quan đến chức năng nằm ở trong nhân thì có thể là do sự tăng somatic CAG đấy nó làm ảnh hưởng đến cái khi mà phiên mã ra cái CAG tăng cái lần 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 số lần lặp thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng trong nhân, cái ảnh hưởng độc về cận nhân. Còn những cái gen tăng biểu hiện thì thường là nằm trong các cái gen liên quan đến lysosome hoặc là các cái gen thực bào đóng vai trò là ra các gen thực bào làm ảnh hưởng đến cái sự mất tế bào. Ngoài ra thì họ chú trọng đến cái con đường DNA repair pathway thì có thể thấy đây là có cái gen tăng biểu hiện là BOLD1 thì gen này cũng đã được propose trong một nghiên cứu khác làm yếu tố modify cho Huntington disease. Tuy nhiên ở đây thì em không hiểu là khi mà nghiên cứu này thì họ có thể lại thấy biểu hiện giảm MSH2, MSH3 biểu hiện MSH2, MSH3 lại giảm ở DMSN và IMSN. Chỗ này em cũng không 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 rõ lắm. Đây là nhắc lại là các cái gen cần cho sự sống sót và chức năng của cái tế bào MSN này. Thì họ phân tích nghiên cứu họ phân tích ở đây là các cái gen họ phân tích ra sau khi autolysis thì họ phân tích ra các cái gen như thế này thay đổi biểu hiện. Cuối cùng kết luận của nghiên cứu này thì là đầu tiên là họ đã phát triển được một cái phương pháp để phân lập nhân khá là tinh sạch và đặc hiệu về cả label cho các cái loại tế bào ở thể phân não người để nghiên cứu. Thứ hai là họ thấy được rằng là có sự mở rộng somatic cao hơn ở các cái tế bào MSN ở HD
Tuy nhiên thì nó cũng tăng ở các cái tế bào cholinergic, chính là tế bào CHAT. Và có thể thấy là cái sự mở rộng này là cái bước cần thiết để cho các cái thay đổi về mặt sinh bệnh học về sau của HD. Và ngoài ra thì họ cũng propose là các cái tế bào MSN ở thể vân thì nó prone hơn so với prone với các somatic CAG expansion, là bởi vì có thể do là hậu quả của cái sự biểu hiện cao mus FP ở trong nhân của các cái tế bào này. Đấy là hai cái kết quả mà họ thu được chính từ cái nghiên cứu này ạ. Mình xin hết ạ. Rồi, cảm ơn nghe. Tôi thấy cái bài này nó làm khá là công phu, mà cái chỗ mà cái analysis đó nó làm là nó khắp sọt xong xuôi rồi nó chạm giải cái analysis trên cái population mà nó sọt ra, đúng không em? Chứ nó không có làm single cell, đúng không? Dạ vâng, nó làm analysis từ cái nhân ạ. Rồi cái MSM này á, là nó là cái viết tắt của nó là Medium Spiny Neuron, thì cái này nó có chức năng gì em, cái neuron này em? Em đã thấy là neuron này nó là neuron input, tức là neuron mà đầu vào, nó nhận đầu vào từ các cái tế bào từ bộ não, nó nhận các thông tin từ bộ não vào, sau đấy nó chuyển sang các cái tế neuron trung gian này, interneuron, và chuyển sang tiếp chính là nằm trong cái cung phản xạ như mình học ấy ạ. Ở trong đây thì thấy cái CAG expansion này nó không phải xảy ra ở cái Huntington gene mà nó còn xảy ra ở cái AXN hồi nãy nữa. Là đúng không em? Tôi thấy là cái hình mà đúng ở đây nè, đó ATX3 entry. Đúng rồi. Dạ vâng, Cái tại number nó là tại sao em? Có nghĩa là nó không phải liên quan tới cái mRNA của cái Huntington gene, HT gene thôi, mà nó còn liên quan tới những cái gene khác nữa. dạ vâng, chắc là em nói hơi hơi nhanh ấy. Tại vì sau khi mà họ nghiên cứu trên cái nhóm người bệnh Huntington, trên não của nhóm người bệnh Huntington, họ phát hiện là cái sự mở rộng CAG chủ yếu là ở các cái tế bào MSN, thì họ muốn muốn đánh giá xem là các cái tế bào đánh giá xem là em phải nói lại cái đoạn này là tức là trong các cái tế bào MSN thì họ nhận thấy rằng họ muốn đánh giá là cái sự mất ổn định CAG thì có thể là do hai yếu tố. Thứ nhất là do các cái yếu tố mà nằm cạnh cái Huntington locus đấy, tức là nằm ở vị trí cis. Ngoài ra có thể do các yếu tố nằm ở vị trí trans so với cả cái locus đấy. Nên là họ muốn đánh nên ở đây thì họ muốn đánh giá cái yếu tố trans đấy, thì họ argue là nếu mà có yếu tố trans đấy thực sự ảnh hưởng đến cái CAG expansion ở trong cái MSN này, thì nó cũng sẽ phải ảnh hưởng đến các cái locus khác ngoài locus Huntington. Vì vậy nên họ đánh giá thêm ở các cái người bệnh mắc cái thất điều tụy tiểu não loại 3, và ở những cái người bệnh đấy thì có cái sự mở rộng vùng lặp CAG ở cái gen ATXN3 này, và họ thấy đúng là ở cái locus này cũng có sự instability đặc hiệu nhiều hơn ở các cái gen MSN này. Họ muốn nghiên cứu như thế ạ. Tức là đúng là có một yếu tố trans factor nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự prone của, em không biết từ này dịch là gì, xu hướng instability của CAG expansion ở các cái tế bào NSN thể vân ạ. Nhưng mà tôi không biết được là nếu cả hai gene thì nó nằm đối lập nhau hay là nó có hai cái locus mà nó có cái expansion này. Vâng, nó nằm ở trên chromosome khác nhau vậy ạ. Tôi cũng đang tra trên UCSC thì tôi thấy là nó nằm không có gần nhau. Vâng, đúng ạ. Là họ chỉ muốn xem là cái tế bào thể vân, MSN thể vân này, cái yếu tố nào làm cho nó dễ bị CAG expansion instability hơn không ạ?
Rồi. Có ai hỏi gì nữa không mọi người? Hồi xưa mình cứ tưởng là tất cả các tế bào nó đều có hết ha. Bây giờ mình có khả năng làm single cell rồi làm nuclear luôn thì mình mới biết được là nó chỉ có trong cái population rồi nó nhiều hơn. Em đọc bài này em cũng thích nhất là cái đoạn họ sót cái nuclei và họ đánh giá cái độ tinh sạch của họ ấy. Cũng không khác. À, chị hỏi thứ hai, cái cơ chế của cái CAG expansion qua các cái đường thân bào đó, nó có giải thích gì không? Nó có cơ chế gì không? Nó cũng em theo như em không biết là em đọc đúng hay chưa, nhưng mà theo như em biết thì cái cơ chế nó cũng không 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 có một cái nào là profile rõ ràng ra, chắc là em phải đọc thêm á. Thì có một cái này người ta propose thêm là có thể do liên quan đến cái sự cắt sữa thôi ạ. Ví dụ như mấy cái tớp chẳng hạn thì nó cắt thì nó mất mất dần đi ấy, mỗi một lần ấy nó bị mất, cái này nó lại thêm vào ấy. Chị hơi tò mò. Nay chắc là em phải đọc thêm. Cái này là lúc mà nó nhân lên nó slide á mọi người, những cái protein mà giúp cho nó slide sinh á đó, nó nhận biết cái bộ độc đó, nó bị slide đi, nó có cơ chế về cái mấy cái mà tại sao nó lại thêm cái expansion ra. Nhưng mà cái bài này thì người ta quan tâm tới upstream của nó nhiều hơn so với downstream. Downstream thì tôi nghĩ là nó đã có cơ chế rồi đó mọi người. Rồi, có ai hỏi gì nữa không mọi người? Ủa, Nga, Nga hỏi tò mò tí xíu là qua bển là em làm cái đề tài này hả Nga? Dạ không ạ. Thế nên là em đọc thêm, tại bài này nó mới ra nên em quan tâm. Thế em làm về em làm dữ liệu UK Biobank thế ạ. Là em phân tích dữ liệu thôi. Vâng đúng ạ, nhưng mà chắc em cũng không biết sau này có phải làm web lab hay không giống bác.